Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương Kinh Dương Béo đây. Hôm nay mình đang đứng ở một cái nơi mà các bạn thấy rằng là có thể là rất là bình thường đúng không? Đây là trước công viên Nelin. Các bạn ai cũng biết, nếu mà chúng ta lên mạng này, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta làm tất cả các câu chuyện nói về bộ công an thì chắc chắn chúng ta chỉ nói về IQ, chúng ta nói về Phạm Văn Đồng đúng không? Của Mai Dịch. Nhưng thưa các bạn, hôm nay mình sẽ nói cho các bạn một câu chuyện. Đây là trụ sở mới của Bộ Công an. Đấy, đây là trụ sở mới của Bộ Công an nhé. Trụ sở này có thể nói là trụ sở tạm của Bộ Công an. Tại vì sao? Vì cái trụ sở ở chỗ Nguyễn Du sẽ được đập bi và xây toàn bộ lại bốn mặt tiền luôn. Và đây là trụ sở mà tất cả đã chuyển đến đây rồi. Hiện tại bây giờ là Bộ Công an đang làm việc ở đây nhé, quý vị nhé. Các đầu lão liếc của Bộ Công an đang làm việc đây này. Nó chính là đầu ở chỗ Trần Nhân Tông với cả Trần Bình Trọng. Đấy, thì các bạn biết một điều như vậy. Và đây, đối diện bên này thì các bạn biết là thấy cái xe 80B đỗ rất nhiều đúng không? Hôm nay có vẻ như mình cảm giác như là họ đang đến, mình không nhầm thì chuyển gần hết rồi. Trang thiết bị này, trước phòng ban cái thứ của Bộ Công an. Nói chung đầu lão Bộ Công an thì từ trước đến nay thì vẫn ở trên Yết Kiêu, sau khi xây trụ sở chính ở Phạm Văn Đồng. Còn bây giờ họ lấy cái trụ sở, họ lấy thêm đất ở Mai Dịch ấy, là họ xây cái trung tâm dữ liệu quốc gia nhé, của Bộ Công an nhé. Đấy, mình nói để các bạn biết, tại vì nhiều bạn lên mạng cứ chém gió không biết. Đây là thông tin rất là chính xác. Tại vì cái gì là đúng thì thôi, chứ chúng ta nói chuyện thì trên không gian mạng nó phải đúng. Đấy, bây giờ nhá, trong bắt đầu từ hôm nay hoặc là thời gian tới thì các bạn nên nhớ rằng cái trụ sở kia, cái tòa nhà trắng Bộ Công an ghi chữ Bộ An Toàn kia sẽ là những nơi làm việc của Bộ trưởng, Thứ trưởng nhá. Còn trước đây mà ở Yết Kiêu đã chuyển về đây hết rồi nhá. Yết Kiêu sẽ được chỉnh trang và xây lại và vẫn là một nơi để cho văn phòng của Bộ Công an. Thì hôm nay mình đến đây nhân tiện, các bạn thấy mình đi đâu không? Đi vào lễ hội văn hóa ẩm thực này. Rất là xa. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023. Đấy,